Không khí chợ Bến Thành đang dần sôi động trở lại khi lượng khách nội địa và khách quốc tế ngày càng đông. Theo các tiểu thương nơi đây đều cho rằng họ rất vui mừng khi hiện tại sức mua tăng hơn 30% so với 2 tháng trước đó. Theo ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online, tại chợ Bến Thành ngày 8 tháng 7, những tiếng chào mời quen thuộc liên tục vang lên, các quầy sạp cũng sáng đèn. Không những thế, trước việc lượng khách đến ngày càng đông, chợ Bến Thành cũng đã có thêm 2 bãi giữ xe tạo thuận lợi cho khách đến tham quan mua sắm tại chợ. Đại diện ban quản lý chợ Bến Thành cho biết hiện có khoảng gần 2.000 lượt khách đến chợ mỗi ngày, riêng những ngày cuối tuần lượng khách tăng gần gấp đôi, trong đó lượng khách quốc tế chiếm khoảng 60%. Để khuyến khích thu hút khách hàng, tiểu thương chợ cũng đã hưởng ứng tích cực các chương trình khuyến mãi như tháng bán hàng khuyến mãi giảm giá từ 5 đến 30%, bán hàng kèm quà tặng, chương trình khuyến mãi mua sắm tập trung Shopping Season 2022 từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 7 2022. Bên cạnh đó, ban quản lý vận động các hộ kinh doanh tiếp tục thực hiện chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. Hiện đã có gần 200 hộ đăng ký bán giảm giá khuyến mãi. Ban quản lý cũng vận động các hộ kinh doanh kéo dài thời gian hoạt động để đáp ứng nhu cầu đến tham quan, mua sắm tăng cao của du khách tại chợ Bến Thành. Trong khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày, có khoảng trên 150 lượt khách đến tham quan mua sắm. Ngoài ra, nhằm phục vụ cho nhu cầu của du khách, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ở hai tuyến đường Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh phía bên chợ để giữ xe máy cho khách. Bãi giữ xe bắt đầu hoạt động đã tạo thuận lợi cho khách đến tham quan mua sắm tại chợ. Hôm tới ngày hôm nay thì thấy là khách du lịch đã quay trở lại chợ Bến Thành cũng như quay lại ở Việt Nam. Nó tăng lên chắc cũng khoảng cỡ 30-40%. Cái chính sách hỗ trợ mà để cho khách du lịch quay trở lại, thứ nhất là mình một cái giá rất là tốt, thứ hai là bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm, và cái thứ ba nữa là mình buôn bán mình giống như mình có cái tiếp xúc, mình thân thiện với quý khách, người ta vẫn niềm nở quay lại trở lại với Việt Nam cũng như là ở chợ Bến Thành. Thì trước giờ người ta thích chợ Bến Thành là một cái là niềm nở chào đón khách du khách, mà cũng một cái giá rất là tốt và thực phẩm mình tươi ngon thì họ sẽ quay lại. Chợ Bến Thành đó là coi như là 3 tháng nay có sự khởi sắc trở lại nhờ có lượng khách quốc tế và Việt Kiều, cho nên chợ nhộn nhịp, chị nhìn nhộn nhịp cũng được, theo chị là 50-60%. Hiện bây giờ nếu mà cái sự kinh doanh của shop của chị, nếu như mà so với lúc trước á, thì hiện bây giờ là chị cũng đạt khoảng 60-70%, là do mình bán ăn thua là mình bán, nhất là chợ này phải nói là cái uy tín, thứ nhất là phải uy tín giá cả, cho nên chị vẫn bán cái nhịp khách trở lại, chị thấy là cũng ok lắm. Vừa rồi thứ này là khách du lịch bắt đầu quay trở lại nhiều hơn là lúc mà mới mở cửa rồi đó. Lúc mở cửa thì vắng tanh à, có một vài người vô à. Còn bây giờ thì phục hồi gần tới 30-40% lượng khách như là lúc ban đầu á. Sức mua bán bắt đầu tăng trở lại thì như anh thấy đó, bắt đầu có khách vào mua chứ không có phải ngồi không mà buồn theo như mấy lần trước. Thì khách mua những sản phẩm của mình thì mình tặng những cái quà đính kèm hay gì đó, mình cũng đang suy nghĩ để làm những cái chuyện đó. Rồi còn cái vấn đề mà discount này thì phụ thuộc vào bên ban quản lý chợ thì muốn đặt tới khi nào thì mình sẽ hưởng ứng cho tới khi đó. Không chỉ riêng tại chợ Bến Thành đang cho thấy sức sống hồi sinh trở lại, mà ở các khu mua sắm lớn tại thành phố Hồ Chí Minh như Sài Gòn Square, chợ An Đông thì lượng khách hàng đến đây cũng ngày càng đông. Lượng khách chủ yếu là quốc tế và khách đoàn các tỉnh đến tham quan mua sắm vào dịp hè.